Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Tiếp tục hôm nay thì em sẽ có một cái video khuyến mãi sale up đồng giá đến với anh chị. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Và giá đồng giá hôm nay sẽ là 250.000 cho mỗi sản phẩm anh chị ha. Thì mỗi một mã sản phẩm thì nó có thể có một túi xách hoặc là có combo nhiều túi xách. Thì anh chị có thể nhấn giùm em cái mã số mà em sẽ báo trên từng cái sản phẩm anh chị nha. Và như những cái video mà đồng giá khác thì em sẽ có thu phí vận chuyển là đồng giá 20.000 cho một đơn hàng. Anh chị mua một mã sản phẩm là 250.000 thì em cũng thu 20.000, và mình mua 5 sản phẩm giá là 250.000 thì em cũng chỉ thu 20.000 cho cái gói hàng đó thôi. Anh chị mình lưu ý giúp em ha, và em sẽ không có giữ hàng. Ngày mai thì em sẽ đi hàng luôn. Và kể cả là em nhận chuyển khoản để đi những cái món hàng khuyến mãi này anh chị nha. Rồi, đầu tiên ở trên bàn em thì đang có một cái chiếc túi da bò rất là đẹp luôn, phong hộp cực kỳ xinh xắn nha. Độ mới cái này là trên 85%, rất là mới luôn. Độ mới cực kỳ cao cho hàng si rồi nha anh chị. Kích thước của cái túi này, cái này thì full da bò anh chị nha. Kích thước đáy là được 28 này, chiều trên miệng là được 29, chiều cao lên là được 16, và cái bảng đáy này là được 10 cm. Cái này các chị các cô mình hoàn toàn có thể đi đám tiệc cuối năm mà có nhiều cái tiệc tùng anh chị ha, thì mình xách đi tiệc rất là đẹp luôn. Mình mặc áo dài hay là mình mặc đầm gì đó thì mình xách cái này cũng rất là đẹp, và độ mới nó cũng cao so với hàng second hand anh chị nha, không có lỗi lầm gì nhiều, góc cạnh còn rất là đẹp. Dù sao thì nó cũng sẽ là hàng đã qua sử dụng nhưng mà độ mới còn cao anh chị ha. Khoen này còn trắng này. Rồi ở bên trong thì là lót vải luôn, lót vải sạch đẹp nha anh chị, có một ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ. Nó hàng có hiệu của Nhật luôn. Cái này thì thật ra là hôm trước em có khách chốt rồi, nhưng mà sau đó thì khách không có nhận á, cho nên là em mới còn đây thôi. Và cái này thì hôm nay em khuyến mãi luôn, còn là 250.000 cho video đồng giá hôm nay luôn. Và mã của nó sẽ là M77 nha anh chị. Hôm nay thì em sẽ đọc mã, và cái giá của nó sẽ là đồng giá 250.000 cho một mã sản phẩm, và đồng giá vận chuyển là 20.000 cho một cái gói hàng. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi bờm ngựa màu hồng. Túi bờm ngựa này thì thật ra hơi tiếc là cái phần bờm của nó thì nó sẽ bị cũ, người ta xài hoặc là người ta để nhiều thì nó bị cũ, nó bị xước. Chứ cái dáng này cũng như là cái màu này thì rất là ít gặp. Bờm ngựa rất là ít gặp màu sáng nha anh chị, đa phần mình sẽ gặp màu đen với màu xanh đen là nhiều thôi. Còn nếu mình gặp màu đỏ thì nó sẽ là rất là đắt đỏ anh chị ha, tại vì đã bờm ngựa còn màu đỏ nữa, cho nên là giá nó cao. Còn cái này thì nó màu hồng và độ mới nó không cao, độ mới nó thì chỉ khoảng được 70% thôi. Cái phần da bò thì cũng màu hồng luôn đó, cái phần này là da bò màu hồng nha. Phần da thì không có vấn đề, nhưng mà cái phần bờm thì nó sẽ có bị xước nhiều, nó bị xước rất là nhiều anh chị nha. Nên mình nhìn tổng thể khi mà anh chị để bên ngoài thì nó sẽ có một vài cái vết trắng trắng như vậy, không phải là dính dơ mà là nó bị xước cái chỗ cái bờm đó, là cái sợi lông của con ngựa đó. Rồi xong người ta tết lại thì nó bị đứt, bị xước ra thì nó sẽ bị hỏng một số chỗ như vậy. Mình có thể mua về để mình lấy phần da, hoặc là các chị mình chỉ đựng tài liệu giấy tờ này kia đó thì mình xách cũng vô tư ha, hoặc là mình có thể lấy phụ kiện này kia giùm em. Giá rất là mềm cho cái túi này. Kích thước của nó sẽ là 30 nhân với chiều cao lên là 28 này. Và cái bảng đáy nó sẽ được có là 11 cm. Dán này là dán sách công sở nha anh chị. Đấy, khoen khóa này. Cái này thì nếu mà mình lấy phụ kiện thì nó có rất là nhiều phụ kiện, rất là nhiều chỗ để mình có thể lấy được, ứng dụng được. Ở bên trong lót thì là lót da luôn đó. Hàng rất là đẹp luôn đó, nhưng mà do cái phần bờm nó bị xấu thôi, cho nên là không thể bán giá cao được anh chị. Chứ cái này nếu mà cái bờm của nó độ mới cao hơn thì giá nó phải là 2-3 triệu, tại vì bờm ngựa da nó đắt anh chị ha. Và cái này em bán cho mình với giá cũng là 250.000 đồng giá hôm nay luôn. Mình chốt giùm em mã là M82, giá là 250.000 anh chị ha. Rất đẹp nhưng mà nó không mới nha. Chị nào mình bỏ qua được cái lỗi đó thì mình hãy chốt cái túi đó, tại vì nó không có mới nha. Em sẽ có một cái combo. Combo này thì nó cũng sẽ là 250 cho hai cái túi này anh chị nha, tức là hai túi combo là hai cái túi vải. Một cái túi vải là cái phơm này. Phơm này thì mình có thể xách như là một chiếc túi đi du lịch, hoặc là chị nào mà mình đi làm mà mình cầm nhiều đồ đó, mang cơm mang nước đồ này kia đó, thì mình có thể xách túi này, hoặc là mình đi xách đi du lịch, hoặc là xách đồ vân vân. Cái phần viền da thì nó hơi nhăn, nó hơi bị răng bị rạn anh chị nha, còn phần vải thì nó rất là mới luôn, hàng có hiệu của Italy. Size là được 37 này, chiều cao lên là được 23, và cái bảng đáy của nó là được 14 cm. Dán xách tay như vậy nha anh chị. Cái này là túi vải nha, và cái bộ khóa này rất là đẹp ha.
phần da thì nó có sờn nha anh chị, phần da nó có những cái vết sờn, vết nứt độ này này. Mình xài vô tư thôi, tại vì mình nhiều khi mình đựng đồ quăng quật á, mình xài cái túi mới thì mình tiếc, mình xài những cái túi như vậy thì nó rất là ok. Mình không phải tiếc nhưng mà nó sẽ rất là bền bỉ ha, phần vải. Rồi kèm theo cho mình một cái túi nữa là cái túi vải lông. Phối giữa lông màu trắng và lông màu đen. Lưu ý là cái này vải lông chứ không phải là lông thú thật nha anh chị. Cái này thì mình độ mới rất là cao, mình xách đi làm là vô tư luôn. Size miệng thì là được 37 này, size đáy là được 30, chiều cao nên là được 24. Khoen khóa thì còn vàng ống anh chị nha. Cái phần quai này là da tổng hợp. Rồi ở bên trong thì còn cả dây luôn này. Bên trong còn cả dây, bên trong lót vải sạch đẹp ha. Hai cái túi này thì em bán cho mình combo giá 250.000. Anh chị chốt giùm em mã là M103 cho cái combo này. Những cái mã số này nó sẽ không có theo thứ tự, anh chị lưu ý mình nghe giúp em ha. Tại theo thứ tự em ngồi em lựa rất là lâu, cho nên là em cứ ngẫu nhiên ha. Mình là đụng cái mã số nào em sẽ đặt mã số nó cho nó anh chị ha. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một chiếc túi này cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp, nhưng mà lâu không chưa thấy chị nào thích cho nên là em sale luôn anh chị nha. Hàng sale thì có những cái nó có lỗi để anh chị lấy phụ kiện, có những cái là nó cũng mới đẹp thôi, tại vì có hàng đợt trước còn lại cho nên là em sale cho hết hàng để về hàng mới anh chị ha, chứ không phải là hàng lỗi không. Cho nên là mình cứ xem, nếu mà mình muốn mua để sử dụng luôn á thì mình lựa những cái sản phẩm như vậy, hoặc là mình mua để lấy phụ kiện thì mình lựa những cái mà lỗi lót hay là lỗi chỗ này chỗ kia thì em có báo kỹ trên sản phẩm anh chị nha. Túi này thì da bò dập vân đà điểu, dáng công sở rất là đẹp đấy, cái phần khoe này cực kỳ đẹp luôn. Cái này thì của nữ nha anh chị, và dáng công sở như vậy không có dây đeo. Cái này khi mà mình đựng đồ lên thì nó thẳng cái form lên, nó rất là đẹp. Size nó được là 33 nhưng với chiều cao là 28 này, cái bảng đáy là được 8 cm. Đấy, khoen khóa thì còn vàng anh chị nha, độ mới bên trong rất là cao, hàng hiệu made in Italy luôn. Đó, rất là mới nha anh chị. Cái form này thì nó kiểu cổ điển mà. Rồi cái này thì em cũng bán đồng giá hôm nay luôn, cái này là hàng của đợt kỳ lâu lắm rồi cho nên nó còn lại đây. Cho nên là em sẽ bán đồng giá luôn, và mã của nó sẽ là M79 nha anh chị, M79 cho cái túi này, rất là đẹp anh chị ha. Cái túi này em giới thiệu cũng lâu lắm rồi, rồi xong rồi cái em cứ bỏ qua bên, rồi em cứ hàng về mới liên tục á. Nhiều khi có những cái túi là hàng về phải không, em chưa giới thiệu luôn, em cứ để đó vậy đó, rồi cái hàng về mới cái em giới thiệu cái hàng mới không à. Có những cái thì em chỉ giới thiệu qua một hai lần vậy đó rồi thôi, rồi em sẽ xả kho luôn. Rồi em có một chiếc túi này thì nó là da tổng hợp nhưng mà nó rất là đẹp nha. Nó dạng xước xước như vậy nè, rất là thời trang luôn. Màu của nó là màu xanh kiểu xanh xanh cổ vịt ha, hay xanh navy gì đó anh chị. Cái màu nó như vậy nè anh nhỉ, nó không phải là thiên về xanh đen nữa. Màu nó rất là ngọt nha. Size của nó đáy là 31 này, miệng là 30, chiều cao lên nó là được 26 và cái bảng đáy là được 10 cm. Cái này còn cái dây đeo. Cái này thì thuần công sở luôn, các chị đi làm công sở thì nên lấy cái túi này, rất là đẹp như vậy. Đấy, nó là da tổng hợp thôi nhưng mà nó rất là đẹp anh chị nha. Một số cái sản phẩm hàng hiệu lớn người ta cũng làm da tổng hợp thôi, hoặc là da canvas thôi anh chị. Như cái này đây, độ mới rất là cao. Và cái bên trong này mình có thể tháo ra để làm như một cái túi cầm tay nhỏ nhỏ được nè. Đấy, mình tháo ra như một cái clutch cầm tay nhỏ được anh chị ha. Rồi, cái này thì khoen khóa thì còn mới cứng nha, mà lưu ý nó sẽ là da tổng hợp chứ nó không phải là da thật anh chị ha. Mình chốt cho em mã là M91 cho cái túi này, màu xanh nha anh chị. Đi làm công sở rất là đẹp. M91 cho cái túi này. Giá sale thì có nhiều khi có những cái túi thì hôm trước em sẽ sale giá khác, và một tuần sau hay gì đó thì em sale giá khác, tại vì mỗi lần sale thì em sẽ có gom combo hay là em sẽ có những cái chương trình nó khác anh chị. Mình xem đợt nào thì mình thích cái nào thì mình chốt luôn giùm em anh chị ha. Rồi em sẽ có combo hai cái này. Một cái clutch Valentino này là của nữ nha, cái form này của nữ xài, và cái dòng này là dòng Mario của Valentino, tức nghĩa là người ta làm bằng cái họa tiết này, chất liệu bên trong nó là canvas và phủ nhựa để nó chống nước anh chị nha. Độ mới cái này nó khoảng được 70-80%, và cái tag này cũng là cái tag cổ điển từ năm 1980 nè anh chị, rất là đẹp nha. Một cái này, nhưng mà cái form này là của nữ chứ không phải là của nam. Cái miệng, cái đáy là được 27 nè, cái miệng là được 25 và chiều cao lên nó là được 19. Rồi kèm theo cho mình là một cái clutch. Cái này thật ra là mình gắn dây vô để mình đeo được, nhưng mà em bị mất dây rồi nha anh chị, em không có cái sợi dây để mà kèm theo, cho nên là em bán để mà chị nào mình xài với cái clutch cầm tay anh chị nha. Và mẫu này thì cũng nữ xài thôi, nam xài kiểu này nó không có hợp.
Size của nó là 28 này nhân với lại 14. Rồi mình mở lên như vậy ha. Bên trong thì nó vải sạch đẹp. Mình đựng mỹ phẩm hay đựng đồ để mình đi, đựng điện thoại, ví tiền để mình đi tiệc, cái mình phối đồ nó cũng rất là đẹp luôn. Và cái combo này giá của nó cũng là 250.000. Anh chị chốt cho em mã là M78. M78 giá 250.000 cho cái combo này. Những cái này là em sale giá siêu rẻ và giá là giá sale lỗ anh chị, giá của hàng là cũ cho nên là anh chị mình mua hàng sale mình cũng cũng không cần phải trả giá đâu nha anh chị, tại em không có bớt thêm đâu. Mình nhiều khi mình trả giá 50.000 20.000 thì nó cũng tội nghiệp cho em ha. Tại vì những cái này là em sale siêu rẻ rồi và em sẽ không có giảm thêm nữa đâu anh chị ơi. Rồi, em sẽ có combo hai cái này. Đẹp luôn, bằng vải nha. Dành cho các chị các cô mình xách đi làm đi công việc nè, một cái là vải lông và cái họa tiết đó là da beo, lông beo, size miệng đó là được 32, đáy là được 30, chiều cao đó là được 25, độ mới cũng cao nha. Và một cái này là bằng vải dù, hàng có hiệu luôn đó. Cái này thì cái mẫu nó hơi cứng tuổi, cái màu nó cũng hơi cứng tuổi luôn nha anh chị. Size đáy là được 34 này, miệng là 33, chiều cao lên là được 18 anh chị ha. Cái ngăn bên trong thì có nhiều ngăn như vậy nè, độ mới hai cái này cũng rất là cao. Rồi, hai cái này thì em bán cho mình cũng là giá combo 250.000 đó anh chị. Giá cái mã của nó là M89 anh chị ha. M89 cho cái combo này. Tiếp theo em sẽ có thêm một cái combo nữa là sẽ gồm một cái túi vải này. Túi này thì bên trong nó sẽ là dạng như vải bố đó anh chị, rồi người ta phủ một lớp chống nhựa lên ha. Hàng của Kazakhstan, của London luôn. Và cái thương hiệu này thì đa phần người ta sẽ làm cái chất liệu này cũng như là người ta làm hoa. Cái họa tiết của nó là hoa anh chị nha. Cái này thì dành cho các chị, các cô mình đi công việc, đi làm cũng được. Ở phần da này nó có dính từ cái túi khác nè anh chị nha. Nó có hai cái đốm chỗ này. Thật ra là cái đó hôm lúc trước không có đâu, để lâu nó bị cái túi này nó chồng lên túi kia anh chị. Đó, cho nên là đa phần là em sẽ muốn sale nhanh để mình về mình xài anh chị ha. Bên trong thì là lót vải luôn đó, một cái này. Cái này thì hàng hiệu lớn của London luôn, rất là đẹp. Size là được 34 nhân với lại 23 và nhân với cái bảng đáy là được 10. Ở phía dưới này nó cũng có dính màu nha chị đó. Xài là vô tư, xách đồ là vô tư luôn. Và kèm theo cho mình một cái chiếc túi nữa là dạng chiếc túi công sở đeo vai xách tay, chất vải dù, rất là đẹp. Size là 28 này nhân với chiều cao là 22 và cái bảng đáy của nó là 11 cm. Rồi, cái này thì bên trong có nhiều ngăn anh chị nha. Đó, còn cả cái dây kéo đồ đẹp nè. Hai cái này độ mới cũng rất là ok, độ mới được khoảng 80 mấy%, xài rất là vô tư luôn. Mã của nó là M84. Anh chị chốt cho em mã là M84 cho cái combo này. Đấy. Cho cái combo này. Tuần sau thì hàng siêu phẩm về khá là nhiều đó anh chị. Và từ đây tới Tết thì em sẽ về cho được một vài cái đợt hàng siêu phẩm nữa. Và song song đó cũng có một số cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn tiếp tục nữa để gửi đến anh chị từ đây tới gần Tết anh chị ha. Rồi, em có một chiếc túi của thương hiệu là Calgary đó, rất là nổi tiếng của Paris. Túi này thì chất liệu chỗ này là da lộn, ở chỗ này là da bò bình thường anh chị nha, da lộn chứ không phải vải nhung đâu. Và nó dán bút két màu đỏ cực kỳ đẹp luôn, khoen khóa thì còn vàng ươm như vậy. Dán này thì nó khá trẻ nha anh chị. Và cái trong cái lót là người ta lót da thật và nó hơi răng răng cái da thật này. Cái này thì nó không có bị dính đồ đâu anh chị đó. Rồi, mình cứ xài vô tư thôi, nó nằm bên trong cái lót anh chị ha. Nhưng mà phù hợp cho mình sử dụng thôi, tại vì nó có cái dấu như vậy mình không có nên mua để tặng, hoặc là anh chị nào mình mua về mình lấy cái phần da hay lấy cái phụ kiện kim loại này thôi cũng rất đẹp rồi, rất là đủ tiền rồi anh chị ha. Size đáy của nó là 21 nè. Size chiều cao đây là được 22 và cái bảng đáy là được 14 cm. Mã của nó là M95 cho cái túi này. M95 anh chị nha, màu đỏ rất là đẹp, cái này mình mua xài Tết được đó anh chị. M95. Rồi, em có một cái chiếc túi của Charles Jordan, cái này là túi đeo chéo. Đó, form này thì mình đi chợ, đi buôn bán đồ này kia, xài vô tư, hàng hiệu cũng rất là nổi tiếng của Pháp luôn. Charles Jordan. size ngang của nó là được 26 này, nhân với chiều cao lên là được 19. Đúng rồi, 19 nha. Nhân với cái bảng đó là được 7 cm. Khoen khóa thì người ta dập hiệu hết luôn. Rất là xịn sò, ở bên trong cũng cực kỳ xịn sò luôn nha anh chị, made in Japan luôn. Cái bên ngoài thì cái phần da này nè, cái phần da họa tiết này không có vấn đề, nhưng mà phần da bò này, chỗ cái quai cũng như là chỗ này nó có sờn, có bị nứt gãy chỗ này anh chị ha.
Và đa phần bất cứ cái túi nào của Charles Jordan thì mình cũng sẽ gặp cái vấn đề ở cái chỗ cái phần da phối này. Còn chỗ này thì vô tư, mình về mình cắt mình lấy cái miếng da này thôi cũng là ok rồi chị ha, để mai ví rồi này đó. Rồi còn không thì mình cứ xài bình thường thôi, không có sao hết. Rồi cái này á, thì mình chốt giùm em mã là M99. Mẫu này thì nam nữ xài được, các anh mình bon chen được nè, tại vì cái mẫu của nó cũng không có nữ tính đâu. M99 anh chị ha, cho cái túi Charles Jordan thương hiệu của Paris. Rồi em có hai cái túi này, đầu tiên là một cái này, cái này thì còn cả tag luôn này, hàng made in răng anh chị nha. Cái này là chất liệu da bò, cái phần da đó anh chị thấy là giống như là khi mà mình để ngoài nắng thì nó sẽ có bị một số chỗ nó bị phai màu, thì cái này ở trên góc này nó có hơi phai màu nhẹ thôi anh chị nha, không có quá đậm đà đâu. Mình xách vô tư thôi, hoặc là các chị mình đi tiệc đêm gì đó. Cái này thì dành cho nữ ha, mẫu này dành cho nữ, size là 28 này nhân với lại 15, và cái bảng của nó là 3 cm. Rồi ở bên trong có cả dây luôn, mình làm clutch cầm tay hoặc là mình gắn dây vô mình đeo. Có cái tag made in răng luôn chị nha. Cái phần lót thì nó có trầy nhiều, cái trầy lót nha thật, nhưng mà nó có trầy là do khi mà về tay em thì người ta không có bỏ cái này vô trong cái bọc hay cái miếng giấy gì hết, người ta để nguyên á, thì cái này nó cấn vô trong cái phần da thì nó có trầy nha anh chị. Hàng si, không có rách lỗi chỗ nào, hàng có hiệu, sản xuất tại Paris luôn, và có cả dây đeo nguyên bản luôn anh chị ha. Và em bán cái màu nâu này cho mình, mã của nó sẽ là M71, nó cũng đồng giá 250.000 cho hôm nay luôn. M71 cho cái túi này đẹp nha anh chị, cái này đi chơi Tết hoặc là đi tiệc gì cuối năm là vô tư rồi. Rồi em có một cái form nó tương tự như vậy nhưng mà nó màu xanh đen xanh dương anh chị ha. Rồi cái dây này cái kiểu này đó, cái dây này thì mình có thể tháo rời ra được để mình làm clutch nha, hoặc là mình gắn vô dây mình xách tay đeo vai. Cái form của nó cũng dài dài giống như cái nãy vậy đó, nhưng nó màu xanh, size là 31 nhân với lại 16. Cái phần màu thì nó rất là đẹp, cái màu thì nó không có bị phai nhưng mà có cái góc thì nó có hơi sờn nhẹ, hai góc nhỏ xíu chỗ này đó. Rồi mở ra, cái này cũng hàng hiệu nha anh chị đó, cái hiệu đây. Rồi bên trong thì lót vải nha, cái dạng cớp như vậy, hàng made in Japan luôn, đẹp nha. Rồi cái này thì anh chị chốt giùm em cái mã của nó sẽ là M94 cho cái túi này anh chị ha, M94. Tiếp theo em sẽ có cái túi này dành cho các chị nè, nó thương hiệu của nó là Minoboshi, chất liệu da bò anh chị nha. Cái này cũng có qua sử dụng rồi, và cái màu của nó sẽ là màu nâu đỏ rượu, rất là đẹp ha, nhưng mà có hàng có qua sử dụng chứ không phải mới ken. Size là 22 nhân với lại 18 và nhân với lại 4 cm, khoan khóa thì có oxy hóa nhẹ. Và cái kiểu form này thì là dạng đeo chéo, cũng khá đẹp nha. Cái này thì mình xài vô tư, chị nào mà mình thích xài hàng si thì mình săn mấy cái này thì mình xài góc cạnh nó có sờn anh chị ha, và giá rất là mềm. Em đang sale off khuyến mãi luôn, trên từng khoen khóa người ta dập hiệu hết luôn. Độ mới cái này nó khoảng được 79-80%. Lót bên trong sạch đẹp nha anh chị. Cái này thì mã của nó là M80 cho cái túi này, màu nâu đỏ anh chị ha, M80, đẹp, đeo chéo nha, M80. Hoặc là các anh mua về mình lấy cái da hoặc lấy phụ kiện anh chị ha. Dĩ nhiên là những cái hàng sale có một số cái thì nó sẽ có cái đồ cũ này kia thì em có báo, còn một số cái là dạng hàng em để lâu rồi em sẽ sale đi thôi, chứ không phải là tất cả đều cũ hết anh chị nha. Rồi em có một cái túi này, túi này là dạng da bò xách tay, cái màu của nó hơi đứng tuổi nha anh chị. Màu này thì dành cho các chị các cô mình hơi lớn tuổi chút xíu. Size của nó đáy là được 34, cái miệng là được 32 và chiều cao lên là được 23. Rồi dáng xách tay như vậy ha, bên trong đó thì nó lót da nhiều ngăn, cái này mình đi làm công sở là vô tư hoặc là mình đi công việc là rất là phù hợp luôn. Rồi như vậy nha anh chị, đó, nó phối giữa cái này, cái chỗ này là dập vân ha, chứ không phải là da độc lạ, cái đó là dập vân, nhưng mà độ mới của khoen khóa thì còn cao, mặt da thì nó có một số cái xước xác thời gian. Cái màu của nó thì là dạng như màu cao khô mà nó đậm á. Mã của nó là M98, đồng giá là 250 cho hôm nay nha anh chị. M98 cho cái túi này. Đây siêu phẩm nè, siêu phẩm trong cái video sale này nha anh chị. Một chiếc túi da bò màu đỏ, túi này thì độ mới còn cao và cái form đó là form công sở, mình đựng vừa giấy A4 đứng luôn. Chất da bò rất là xịn mịn nha anh chị, size là được 34, đáy là 34 này, miệng là 32, chiều cao lên là được 31. Đây nó như vậy nha anh chị, chất liệu da bò hạt rất là xịn luôn. Góc cạnh có sờn nha, hàng có qua sử dụng chứ không phải mới ken. Nhưng mà màu đỏ rất là đẹp, các chị mình đựng giấy A4 ở trên đây.
Rồi, ở bên trong thì có cái tag made in Italy luôn, rồi lót da thật luôn đó anh chị, rất là xịn sò nha. Nhưng mà hàng đã có qua sử dụng chứ không phải là mới ken, và em cũng khuyến mãi luôn. À, này là hàng của đợt trước nha, em khuyến mãi luôn, giá còn là 250.000 đồng giá của video hôm nay, và mã của nó là M70. M70 cho cái túi màu đỏ này chị nha. Túi này đẹp nè. Túi này độ mới còn cao và da rất là xịn. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi Case by New York. Case Bay này thì là hàng hiệu của Mỹ đó anh chị. Và cái này thì bên trong lót của nó thì còn sạch đẹp nè. Lót vải nha. Cái này thì trẻ trung. Còn cả dây đeo này. Nó có một cái như vậy. Tại vì cái màu của nó sẽ là màu kem á, chứ nó không phải là màu trắng nha. Màu kem thì mình nhìn thấy mình có vẻ như là nó không có được mới lắm. Nhưng mà thật ra là nó cũng phù hợp để sử dụng, chứ nó không phải là cũ xì nha. Không phải cũ xì mà em đem lên em bán đâu. Rồi, ở trên qua này nó có một số chỗ người ta có xài rồi nó có hơi răng răng. Và kể cả chỗ này nó có hơi răng chỗ cái qua ha anh chị ha. Case by New York, form này nó rất là đẹp. Size đáy là được 30, size miệng là được 25 và chiều cao lên là được 20. Đấy. Rồi, như vậy. Ở bên trong thì lót vải nha anh chị, có cả dây đeo, khoan khóa thì còn sáng. Và em bán chung combo với mình cho cái túi này là cái túi hàng hiệu của Italy. Chị anh nào mà mình về mình lấy mấy cái phụ kiện này thôi là cũng rất là vô tư rồi anh chị nha. Cái này thì chất liệu da phủ bóng, nhưng mà cái màu của nó không có đều ha, cũng dính này kia, mình có thể đựng đồ cá nhân hoặc là mình lấy phụ kiện nha anh chị. Ở bên trong thì lót vải sạch đẹp, hàng hiệu của Italy rất là nổi tiếng á. Rồi, cái combo này thì mã của nó là M87 nha. Anh chị có thể chụp giùm em màn hình hoặc là mình nhấn giùm em cái số là M87 giùm em. Đồng giá 250 cho mỗi một mã sản phẩm chị ha. Rồi, tiếp theo em có hai cái túi này là không có phải da thật nha anh chị. Đây là một cái túi công sở, cái foam của nó dạng như foam giả Kelly vậy đó. Nó cũng đứng foam như vậy. Và nó là chất liệu canvas phối với da tổng hợp nha. Còn màu nâu này là da tổng hợp. Cái đáy của nó sẽ được là 34, chiều cao lên là được 25 và cái bảng đáy của nó là 13 cm nha. Có chỗ móc dây mà hình như là móc dây rồi đó anh chị, mình chỉ xách tay thôi giùm em. Bên trong thì lót vải nha, cái này là cũng rộng lắm, mình đi làm vô tư ha. Chất liệu của nó là canvas. Rồi một cái thứ hai là cái này là chất liệu của nó là da tổng hợp chứ không phải là da thật nha. Dán xách tay, có chỗ móc dây nhưng cũng mất dây rồi, và độ mới này cao. Cái này thì sách đi làm việc hoặc là đi công việc, đi chơi Tết còn được, anh chị đồ mới còn cao lắm. Size là 30, nhân với lại 20. Rồi, combo này thì em bán cho mình với giá 250.000 luôn. Rồi mình chốt cho em mã là M97 cho cái combo này. M97 nha anh chị. Siêu rẻ anh chị ha. Hôm nay là em đúng chất xả kho luôn. M97 cho cái combo này. Rồi, tiếp theo em có cái combo này nữa. Combo gồm có một cái ba lô và một cái chiếc túi. Đây, đầu tiên là một cái ba lô vải của thương hiệu Kitamura. Cái này là thương hiệu của Nhật nha. Ba lô bằng vải phối với da, nhưng mà cái vải này thì nó có bị sờn á, bị phai màu á anh chị. Người ta xài nhiều, người ta giặt, người ta phơi nắng hay gì đó, hay rồi nó phai màu cái phần vải màu xanh này. Cái phần da thì vô tư nha. Đó, cái da ngày xưa nó sẽ là như màu vậy nè. Rồi sau đó thì nó bị phai màu như cái này đây anh chị ha. Ba lô này thì cho nữ và các bạn nào trẻ trẻ giùm em. Size của nó là 25 nhân với lại 30 và cái bảng của nó sẽ là 12 cm, có nhiều ngăn như vậy ha. Cái này của nữ và một chiếc túi da tổng hợp, xách tay da tổng hợp màu hồng. Cái này da tổng hợp nha anh chị, màu hồng nhạt và nó còn cả tát luôn, độ mới cực kỳ cao ha. Dán xách tay đeo vai nhỏ nhỏ. Size là 30 nhân với lại 18 và cái combo này gồm có một cái ba lô vải với một cái túi da tổng hợp thì mình cũng chốt giùm em mã là M93. Giá của nó là 250.000. M93 nha anh chị, giá là 250.000 cho combo này. Giá siêu khuyến mãi luôn. Rồi. Em còn một cái túi này nữa. Túi này là túi da bò. Rất là độ mới rất là cao, hàng hiệu của Italy luôn, hiệu GF gì nè. Và cái tác hiệu này người ta chưa tháo siêu luôn đó anh chị, rất là đẹp nha. Chị nào mà thích phong cách độc quá thì cá tính chút xíu thì mình lấy cái này. Khoan khóa thì có oxy quá nhẹ. Cái này là nếu cần thì mình đựng được chừng hai bộ đồ để mình đi đám tiệc này kia là vô tư ha. Đó. Như vậy. Rồi. Cái này là da bò xịn sò luôn anh chị ha. Cái đáy của nó sẽ được là 33, chiều cao lên là được 20 và cái bảng đáy của nó 20. Cái này mình kẹt kẹt thì mình đựng được một hai bộ đồ mình đi được luôn. Rất đẹp nha.
và hàng hiệu của Italy luôn, chất liệu da bò xịn luôn. Ở này trong hàng sale cho nên là bán rẻ luôn đó. M88 cho cái túi này. Rất đẹp nha. Túi này cực kỳ đẹp, độ mới cao nữa. Giá 250 là quá rẻ cho cái túi này rồi đó anh chị. Rồi, M mấy đó, 88. Rồi. Và đây cũng sẽ là cái sản phẩm cuối cùng của video này rồi anh chị ơi. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay. Và em xin nhắc lại thì video hôm nay thì mỗi mã sản phẩm sẽ đồng giá là 250.000 và đồng giá phí vận chuyển là 20.000 cho một đơn hàng anh chị ha. Anh chị mua một sản phẩm thì em cũng thu 20.000, anh chị mua 5 sản phẩm thì em vẫn thu 20.000 tiền ship. Và cái phí ship này thì anh chị chuyển khoản luôn giúp em vào cái tiền hàng anh chị nha. Em sẽ không có nhận ship code cho những cái sản phẩm sale off khuyến mãi anh chị ha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và hẹn cả nhà vào tuần sau thì em tiếp tục có thêm nhiều video mới với nhiều cái sản phẩm hàng mới, hàng siêu phẩm mới về anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.